Ở đây là mình có 100g giấm, 50g đường nha. Thì mình sẽ nấu sôi cái phần giấm này lên. Rồi giấm sôi lên xong mình tắt lửa, mình để nguội nha. Ở đây mình có hai cục bì căng nha. Giờ mình sẽ cắt nó ra. Rồi cắt nhỏ ra hết rồi, bây giờ mình sẽ chiên nó lên nha. Đó, mình xào đến khi bị căng của mình nó teo lại như vậy nè. Và nó hơi giòn giòn rồi nha. Giờ mình sẽ cho hành tỏi với lại gia vị vô. Mình cho vô một ít hành tím xay, ít tỏi xay, 4 muỗng nước tương. Hai muỗng đường. Tiếp theo mình sẽ cho vô một muỗng ngũ vị hương. Mình đảo với lửa nhỏ nha. Đảo cho gia vị nó chín. Rồi mình cho một tí nước vô nha. Rồi mình tiếp tục rim cho đến khi cái nước này nó rút chưa hết là được. Đó, mình đảo đến khi nước nó rút chưa hết nha, chỉ còn dầu thôi. Rồi mình cũng tiếp tục đảo luôn để cho bì căng của mình nó khô lại á. Nhớ là đảo lửa nhỏ thôi. Làm cái này rất là lâu nha mọi người. Bây giờ thì nước đã rút chưa hết rồi mà mình cần phải đảo để cho cái bì căng của mình nó dai, nó cứng. Rồi bây giờ bì căng của mình nó đã teo lại rồi nè. Giờ mình sẽ tắt lửa và mình để nguội nha. Mình để nguội thì nó sẽ dai. Dai nó mới giống khô, nó mới ngon nha. Còn mình đảo ít quá thì nó sẽ không có dai. Rồi mình tắt lửa rồi nhưng mà mình vẫn đảo nha. Tại cái chảo nó đang còn rất là nóng. Cái này chảo không chín nha, mình phải xài chảo không chín thì mình mới làm được. Đó, khi mà cái khô của mình nó khô lại thì nó vậy nè, eo lại và nó dai hơn nha. Nó nguội nó sẽ dai hơn. Mình cho 3 muỗng đường vô cái nồi, 6 muỗng nước tương. Đầy tương ớt cho lên mét. Tiếp theo là mình cho 6 muỗng nước lọc vô nha. Rồi giờ mình sẽ nấu sôi cái phần hỗn hợp này nè. Rồi mình cho cái nước này nó sôi kỹ nha, rồi mình tắt lửa để nguội nha. Rồi đây là chén giấm
giấm đường của mình nấu sôi lên á, rồi mình để nguội, sau đó mình bỏ tỏi với ớt vô. Nếu mà không thích bỏ ớt thì đừng bỏ ớt, bỏ tỏi thôi cũng được, mình ăn ớt riêng cũng được nha. Còn này mình bỏ chung vô luôn cho nó tiện. Rồi mình ngâm qua một đêm để cho cái nước nó thơm ngon nha. Ở đây là mình có đu đủ bào nè. Cái này mình bào xong rồi mình rửa muối, xong rồi mình rửa sạch lại nhiều lần, rồi mình để ráo rồi mình mới ăn nha. Mình nhớ rửa nước muối để cho cái nhựa đu đủ nó ra bớt. Tiếp theo là mình sẽ cắt một ít rau quế với lại rau răm lên nha. Rau quế, rau răm mình ăn sống mình cũng phải rửa nước muối rồi để ráo nha. Tiếp theo là mình cho một ít khô lên nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ chan cái nước giấm với tỏi ớt vô. Tiếp theo là mình sẽ chan cái nước tương vô nha. Cuối cùng là mình cho một ít đậu phộng rang lên nữa là xong nha. Cái món này nó cũng rất là dễ làm, nó chỉ khó làm là cái phần khô á, làm lâu lắm thì nó mới dai được. Rất là ngon, rất là thơm, ngon như là món mặn vậy đó. Đồ chay nhưng mà ngon giống như là món mặn vậy, rất là ngon luôn.